Ngày 19 tháng 9 năm 2024, thứ năm tuần 24 thường niên. Luca chương 7 câu 36 đến câu 50. Suy niệm tin mừng. Thái độ ăn năn thống hối, thật lòng của người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa thương xót. Ai tin tưởng vào tình yêu Chúa sẽ được cứu độ và được bình an. Chúa Giêsu là đấng hiền từ và hay thương xót. Tấm lòng bao dung của Chúa là nơi nương tựa cho con là kẻ tội lỗi. Nhờ lòng thương xót của Chúa, một người dù tội lỗi đến đâu cũng vẫn có cơ may làm lại cuộc đời. Bởi lẽ Chúa không đánh giá chúng con theo vẻ bên ngoài hoặc dựa vào công nghiệp của chúng con. Trái lại, Chúa xét xử con người theo những tâm tình, suy tưởng sâu kín trong lòng. Chúa thấu suốt tâm tình sám hối chân thành phát xuất từ lòng yêu mến. Phụ phục dưới chân Chúa, người phụ nữ tội lỗi không nói gì mà chỉ biết khóc. Chị khóc cho tội lỗi của mình, những giọt nước mắt của lòng sám hối ăn năn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy được sự nặng nề của con đã xúc phạm đến tình yêu Chúa. Xin cho con được lòng yêu mến Chúa để biết khóc tội lỗi mình. Xin đừng để lòng con chai đá, nhưng giúp con biết chân thành sám hối. Lạy Chúa, Chúa đã tha, đang tha và mãi mãi tha hết những lỗi lầm con xúc phạm đến Chúa. Chúa yêu con vô bờ, xin cho con luôn tin tưởng vững vàng và cậy trông vào Chúa. Cho con biết siêng năng đến với Chúa nơi bí tích hòa giải, để con được giao hòa lại với Chúa và anh em. Chỉ có Chúa mới có thể làm cho con được tái sinh và có sức mạnh đổi mới đời sống. Chỉ trong Chúa con mới tìm lại được bình an và được sống trong tình yêu. Con được tha nhiều, con sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.